Để ta đừng mơ mơ thân thờ, vì sao khi ta còn ai đang đợi chờ. Lạc vào trong cơn mơ mơ mơ, khi nơi này vẫn khiến ta là mệt mờ. Để ta đừng mơ mơ thân thờ, vì sao khi ta còn ai đang đợi chờ. Dù đời này cơ cực tầng sống, do phong ba nó chưa bao giờ được về, được ăn cơm ở trong nhà. Làm sao ngờ nó không mẹ, nó không cha, nó không tiền không...